Okay, ngày nay đã nhâm miền video mới trong phần hành nên là khi em bị các mic VRRP này là mic tật chẳng là cái miền xin là cho bạn này cứ mic tật để bị thua chia master mic tật để bay thua chia bạn app hay năng là mic tật để mới ta tua chia client đại gateway client ấy cứ vừa rồi gateway cứ một cái phí chạy một không bay chạy mới chạy mới đây là master miền này thì một cái phí chạy một không bay chạy mới chạy phí hay năng bài app chất mới chất bài mình chẳng bây giờ configure VRRP mới đây và dân chỉ mai cái tách master down lịch pin down đi cái link này down mình chẳng viên năng vào king nữa là mai cái tách lịch bài đã đạt tua chỉ bài app mình chẳng viên năng initialization từ chỉ master ok mình chẳng nhưng cho từ configure thằng học này nhưng cho từ configure nữa là router thu mình chẳng dừng cho tất cả IP address, add address rồi cái P, chụp mở hộng với, chụp mối, chụp P làm phải bồn, interface Ethernet 2 interface VRRP add interface Ethernet 2 Ethernet 2 VRRP ID đã lịch môi báo hay dùng sách priority ở việc trong priority cần thật thống ở việc nâng prefer thật tạm priority nó trong default của cái cư mà rồi pre-address add address mà rồi cái phí chuẩn mà rồi hộng với chuẩn mối slash 32 interface dùng sách nó là VRRP mình đã dừng mặt bạc càng lửa nữa ok chẳng dừng interface print dừng print sạch ok chẳng dừng cho tôi cái này là mang cái tịch bởi IP address add address rồi cái phí chuyển ra hộng bấy chuyển mối chuyển bầy là một phải 4 interface user 2 interface VRRP add interface user 2 VRRP lịch mối nhà dừng group lịch mối được nhé hay priority dừng đạt các bán và dừng đạt tới mình đã về default mà rồi cho nên dùng add virtual gateway ở VMware interface slash 32 đôi giờ router auto đá interface VRRP chẳng dùng print mở được nhé ok tổng máu dùng tại cái phải gần là mấy cái tài xoan mùi để chắc lại ăn user 2 lấy những sạc phim tại gateway chụp môi sạc score chẳng dừng display print detail chẳng dừng print detail là marketing tp marketing tí bầy chẳng mày tại tí này đã tôi chia master chẳng dừng an description nó hiện tích chẳng all running disable I invalid all running a master be backup những state bảo viết cứ am mày này running hay chia master chẳng ở viên miền mã tre pram ý zero 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 muối zero muối hay bảo thì bảo viết cứ mà rồi hà chúng ta mới nên lựa R3 thì R3 ở dừng print call
interface VRRP print detail chẳng state bảo vía cứ b mình là backup hay priority bảo vía cứ default cứ mà rồi chẳng priority này mà rồi hai chẳng vía prefer to time router này mình priority của ok lấy dương ping vía có anh chẳng mà xin chỉ về để router thu vía đặt trả lại nhầm đặt link này. Chẳng nhầm shut down rồi có suspend đi sẵn chẳng bia nâng phơ ca time out dựa về bài chỉ 3 millisecond chẳng nhìn tâm mơ stat nó là thả rồi bỏ mấy cái tích 3 mấy cái tích 3 cứ bia initialization tới chỉ running master chẳng bia khai chỉ master ok chẳng bia dương ở reserve màu bình chẳng là dùng mơ sát thả bỏ mà cái tài liệu bấy vì initialization bỏ sát thả bỏ về tài chỉ backup bình hay router thu ní vì nằm initialization clone bỏ về tài chỉ running master chẳng